Hiện tại Duy đang có mặt tại khu di tích lịch sử Vàng Gừa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nha quý cô chú anh chị. Như quý cô chú anh chị thấy, đó là trước mặt của Duy đó là bộ rễ của cây gừa. Những bộ rễ rất là to lớn luôn quý cô chú anh chị. Như quý cô chú anh chị thấy nè. Đó. Rễ rất là to lớn luôn. Nhìn khung cảnh trong khu di tích lịch sử Vàng Gừa rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Thì như quý cô chú anh chị thấy đó là ở phía sau miếu bà thì có những bộ rễ của cây gừa nha quý cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Rất là to lớn. Theo Duy nhìn thấy giống như một bức tranh thiên nhiên ở trong rừng vậy quý cô chú anh chị. Rất là đẹp, rất là thiên nhiên luôn quý cô chú anh chị. Mọi người cũng dần đến khu di tích lịch sử Vàng Gừa để cúng viếng bà cũng như là tham quan khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây nha quý cô chú anh chị. Vì chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ đến ngày lễ chính thức viếng bà ở khu di tích lịch sử Vàng Gừa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây. Quý cô chú anh chị có xem được buổi phát trực tiếp cũng như là những video mà Duy quay về khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây, thì quý cô chú anh chị có thể mình dành ra một ngày để mà đến tham quan về khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây nha quý cô chú anh chị. Đường vào cổng khu di tích lịch sử Vàng Gừa thì có hai vị kỳ lân rất là trang nghiêm nha quý cô chú anh chị. Trước miếu bà thì có hai vị hắc hổ và bạch hổ rất là uy nghiêm luôn quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị có xem được clip của Duy cũng như là buổi phát trực tiếp của Duy thì vào ngày 27 28 tháng 2 âm lịch sẽ bước vào ngày lễ chính ở khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở thành phố Cần Thơ nơi đây nha quý cô chú anh chị. Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Duy nha. Lời nói đầu tiên Duy xin chúc quý cô chú anh chị cùng gia đình có một ngày cuối tuần thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Hiện tại Duy đang có mặt tại khu di tích lịch sử Vàng Gừa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ đến lễ miếu bà ở khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở nơi đây, thì Duy dành ra một chút thời gian để quay cho quý cô chú anh chị xem, để quý cô chú anh chị có thể hiểu rõ hơn về khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở thành phố Cần Thơ, huyện Phong Điền ở đây nha quý cô chú anh chị. Khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở thành phố Cần Thơ cũng đã có từ rất là lâu đời rồi quý cô chú anh chị, thời kháng chiến chống Pháp. Ở trong khu di tích lịch sử Vàng Gừa thì có miếu bà, thì vào ngày 27 28 âm lịch, tháng 2 âm lịch đó quý cô chú anh chị, thì ở khu di tích lịch sử Vàng Gừa sẽ tổ chức ngày cúng viếng bà ở khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở thành phố Cần Thơ nơi đây. Thì Duy dành ra một chút thời gian để quay về khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở huyện Phong Điền để cho quý cô chú anh chị xem và hiểu rõ hơn về khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở thành phố Cần Thơ nơi đây nha quý cô chú anh chị. Và bây giờ Duy xin mời quý cô chú anh chị cùng các bạn đi tham quan khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở thành phố Cần Thơ nơi đây nha.
Hôm nay Duy đến tranh thủ đến sớm để quay cho quý cô chú anh chị xem về khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Nơi đây để quý cô chú anh chị nào mà chưa biết đến khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở thành phố Cần Thơ thì có thể là mình tranh thủ vào ngày 27, 28 tháng 2 âm lịch. Ở khu di tích lịch sử Vàng Gừa sẽ tổ chức ngày lễ cúng viếng bà ở trong khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây nha quý cô chú anh chị. Ở khu di tích lịch sử Vàng Gừa thì quý cô chú anh chị chưa từng biết đến khu di tích lịch sử Vàng Gừa thì ở trong khu di tích đó, có những cây gừa mà có những bộ rễ rất là to lớn luôn quý cô chú anh chị, cũng rất là tâm linh nha quý cô chú anh chị. Và đường Duy đang bước tới thì sẽ vào cổng chính, mình sẽ đến miếu bà. Như bà con biết đến khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây á, thì bà con từ phương xa tới sẽ tranh thủ tới sớm, có thể là ngày 25, 26, 27, 28 đổ lên nha quý cô chú anh chị. Hôm nay Duy đến sớm để quay cho quý cô chú anh chị xem, như quý cô chú anh chị chưa từng biết đến khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở thành phố Cần Thơ nơi đây á, thì có xem được buổi phát trực tiếp của Duy thì biết đến khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây thì có thể mình tranh thủ vào ngày 2 ngày chính, đó là ngày 27, 28 tháng 2 âm lịch nha quý cô chú anh chị. Vì ngày lễ miếu bà thì rất là đông vui. Và đây là cổng miếu bà ở trong khu di tích lịch sử huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây nha quý cô chú anh chị. Và hiện tại ở trong khu di tích lịch sử Vàng Gừa huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ thì cũng đang có bà con đến để mà cúng viếng bà ở trong khu di tích lịch sử huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây. Và đường vào cổng chính khu di tích lịch sử Vàng Gừa thì có hai bức tượng của Kỳ Lăng, dường như là Kỳ Lăng hay là sư tử đó. Anh ơi cho em hỏi hai bức tượng của bà ở cổng là Kỳ Lăng hay là sư tử vậy anh? Dạ dạ. Dạ, còn hai bức tượng ở đây, ở ngoài đây. Kỳ Lăng. Dạ. Và như lời của người dân sinh sống tại khu di tích lịch sử Vàng Gừa thì đường vào cổng khu di tích lịch sử Vàng Gừa thì có hai vị Kỳ Lăng rất là trang nghiêm nha quý cô chú anh chị. Rất là uy nghiêm luôn quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị có xem được buổi phát trực tiếp cũng như là những video mà Duy quay về khu di tích lịch sử
Giàn Gừa ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây. Thì quý cô chú anh chị có thể mình dành ra một ngày để mà đến tham quan về khu di tích lịch sử Giàn Gừa ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây nha quý cô chú anh chị. Vì ở nơi đây rất là linh thiêng. Có những rễ của cây gừa quý cô chú anh chị rất là to lớn luôn. Và đây là miếu bà quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị có xem được clip của Di cũng như là buổi phát trực tiếp của Di thì vào ngày 27-28 tháng 2 âm lịch sẽ bước vào ngày lễ chính ở khu di tích lịch sử Giàn Gừa ở thành phố Cần Thơ nơi đây nha quý cô chú anh chị. Trước miếu bà thì có hai vị hắc hổ và bạch hổ rất là uy nghiêm luôn quý cô chú anh chị. Và đây là miếu bà nha quý cô chú anh chị. Và đây là tượng của vị bạch hổ rất là trang nghiêm luôn quý cô chú anh chị. Và bây giờ Duy sẽ dắt quý cô chú anh chị ra tham quan Giàn Gừa ở huyện Phong Điền trong khu di tích lịch sử huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây nha quý cô chú anh chị. Và hiện tại cũng có bà con đã dần đến khu di tích lịch sử Giàn Gừa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây để cúng viếng cũng như là tham quan khu di tích lịch sử Giàn Gừa ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây. Đây là bia đá của khu di tích lịch sử Giàn Gừa.
mọi người cũng dần đến khu di tích lịch sử Vàng Gừa để cúng viếng bà cũng như là tham quan khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây nha quý cô chú anh chị. Vì chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ đến ngày lễ chính thức vía bà ở khu di tích lịch sử Vàng Gừa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây. Và Di xin mời quý cô chú anh chị cùng tham quan Vàng Gừa ở khu di tích lịch sử Vàng Gừa, thành phố Cần Thơ nơi đây. Thì như quý cô chú anh chị thấy đó là ở phía sau miếu bà thì có những bộ ghế của cây gừa nha quý cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị, rất là to lớn. Trong khu di tích lịch sử Vàng Gừa rất là rộng lớn, quý cô chú anh chị có xem được clip của Di buổi phát trực tiếp hôm nay, quý cô chú anh chị có thời gian đến tham quan khu di tích lịch sử Vàng Gừa, thành phố Cần Thơ nơi đây nha quý cô chú anh chị. Vì khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở thành phố Cần Thơ nơi đây rất là đẹp luôn, quý cô chú anh chị thấy có những bộ ghế rất là to lớn của cây gừa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây. Như quý cô chú anh chị thấy đó, theo Di nhìn thấy giống như một bức tranh thiên nhiên ở trong rừng vậy quý cô chú anh chị. Rất là đẹp, rất là thiên nhiên luôn quý cô chú anh chị. Như quý cô chú chị thấy đó là phía sau miếu bà trong khu di tích lịch sử Vàng Gừa nơi đây thì những bộ ghế của cây gừa rất là to lớn luôn quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị bước vào khu di tích, dù khi khu di tích lịch sử Vàng Gừa, quý cô chú anh chị cũng giống như là đang lạc vào trong một cái bức tranh quý cô chú anh chị. Vì Vàng Gừa, những bộ ghế của cây gừa quý cô chú anh chị rất là đẹp luôn. Như quý cô chú anh chị thấy như một bức tranh. Hiện tại Duy đang có mặt tại khu di tích lịch sử Vàng Gừa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nha quý cô chú anh chị. Như quý cô chú anh chị thấy đó là trước mặt của Duy đó là bộ ghế của cây gừa, những bộ ghế rất là to lớn luôn quý cô chú anh chị. Như quý cô chú anh chị thấy nè, đó, ghế rất là to lớn luôn. Nhìn khung cảnh
trong khu di tích lịch sử Vàng Gừa rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Giống như là một bức tranh. Đó, như quý cô chú anh chị thấy đó, giống như là một bức tranh rất là đẹp luôn. Quý cô chú anh chị có xem được buổi phát trực tiếp của Di, quý cô chú anh chị biết đến khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây, quý cô chú anh chị dành ra một chút thời gian để đến khu di tích lịch sử Vàng Gừa để mà tham quan, cũng như là mình đi vía bà vào ngày 27-28 tháng 2 âm lịch sắp tới đây rồi quý cô chú anh chị, thì ngày lễ vía bà thì rất là đông và vui luôn. Hôm nay Di tranh thủ đến sớm để quay cho quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị chưa từng biết đến khu di tích lịch sử Vàng Gừa thì xem được clip của Di thì tranh thủ đến một lần cho biết khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở thành phố Cần Thơ nơi đây nha. Khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cũng rất là dễ tìm luôn quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nếu mà không biết đường á thì quý cô chú anh chị có thể là mình hỏi người dân đến, quý cô chú anh chị từ các tỉnh lân cận đến thành phố Cần Thơ và hỏi người dân sinh sống ở thành phố Cần Thơ, hỏi khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở nơi đâu thì người dân ở thành phố Cần Thơ sẽ hướng dẫn phong cảnh của những rễ của cây gừa đó quý cô chú anh chị. Rất là rộng lớn, rất là to lớn luôn. Lần đầu tiên Duy thấy một bộ rễ của cây gừa mà to lớn, ngoằn ngoèo như thế này, rất là đẹp quý cô chú anh chị. Duy sẽ tiến sâu vào những bộ rễ của cây gừa để quay trọn vẹn hơn cho quý cô chú anh chị xem về khu di tích lịch sử Vàng Gừa ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây, để quý cô chú anh chị tham khảo và dành thời gian để mà đến khu di tích lịch sử Vàng Gừa để tham quan, cũng như là vía bà sắp tới đây là ngày 27-28 tháng 2 âm lịch nha quý cô chú anh chị. Như quý cô chú anh chị thấy, giống như là một bức tranh vẽ. Đây là rễ của cây gừa đó quý cô chú anh chị, rất là to lớn luôn. Lần đầu tiên Di thấy một cây rễ của cây gừa quý cô chú anh chị mà rất là to lớn như thế này. Đó, quý cô chú anh chị thấy chỉ có ở thành phố Cần Thơ, huyện Phong Điền nơi đây nha quý cô chú anh chị. Đây là khu di tích lịch sử Vàng Gừa. Rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Như quý cô chú anh chị thấy đó, trước mắt giống như một bức tranh thiên nhiên lạc vào một khu rừng. Rất là đẹp luôn. Vì hình dáng của những bộ rễ ngoằn ngoèo như thế này, rất là đẹp. Quý cô chú anh chị có thể đến khu di tích lịch sử Vàng Gừa, thành phố Cần Thơ để mà tham quan, cũng như là đến viếng bà và chụp những bức hình để làm kỷ niệm rất là đẹp. Vì view theo Di được biết thì nếu mà các bạn trẻ mà biết đến khu di tích lịch sử Vàng Gừa mà Di quay á, thì các bạn trẻ rất là thích về những bộ rễ, cái bộ rễ và view ở nơi đây rất là đẹp luôn, vì nó rất là hồn nhiên luôn quý cô chú anh chị, rất là thiên nhiên luôn đó quý cô chú anh chị thấy đó.
những bộ ghế rất là to lớn. Lần đầu tiên trong đời Duy thấy ghế của cây dừa mà to như thế này nè quý cô chú anh chị. Đó, như quý cô chú anh chị thấy. Đây. Đó, những bộ ghế to như thế đó quý cô chú anh chị. Ghế cây dừa nhìn thấy như là một cái cây quý cô chú anh chị. To như một cái cây vậy đó. Như quý cô chú anh chị thấy là trước mắt là như là lạc vào một khu rừng mà có những bộ ghế rất là đẹp như thế này quý cô chú anh chị. Rất là hiếm có. Chỉ có ở thành phố Cần Thơ, huyện Phong Điền ở đây thôi. Một khung cảnh rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Như quý cô chú anh chị thấy đó. Chị nghĩ là các bạn trẻ rất là thích vì view rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Để gì quay phía trên cho quý cô chú anh chị xem toàn cảnh khu di tích lịch sử Vàng Gừa nơi đây. Có những bộ ghế rất là to lớn. Đó, quý cô chú anh chị thấy đó. Rất là đẹp luôn. Một khung cảnh rất là đẹp. Như đang lạc vào một bức tranh vẽ vậy quý cô chú anh chị. Để Di quay vòng quanh cho quý cô chú anh chị xem. Rất là đẹp luôn. Yeah.
Và bây giờ cũng tối rồi quý cô chú anh chị, thì chắc có lẽ là Duy xin kết thúc video tại đây. Duy xin hẹn quý cô chú anh chị vào ngày 27-28 tháng 2 âm lịch, là ngày chính thức vào lễ vía bà ở khu di tích lịch sử huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây nha quý cô chú anh chị. Vì hôm nay Duy đến sớm để quay cho quý cô chú anh chị chưa có biết đến khu di tích lịch sử Giàn Gừa ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây, có xem được clip của Duy thì biết đến ngày lễ 28, 27, 28 tháng 2 âm lịch sẽ đến viếng bà ở khu di tích lịch sử Giàn Gừa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nơi đây. Và Duy xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị và các bạn ạ.